Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cách tự lắp đặt hoàn chỉnh một hệ thống camera Hikvision. Đối với những khách hàng ở xa ở các tỉnh lẻ có thể tự mua về lắp ráp. Thì hệ thống camera sẽ bao gồm là camera quan sát, đây là camera dome. Camera dome thiết kế để lắp ở trong phòng. Các diện tích khoảng 15-20 m² là hoàn toàn là gì hết. Thì một chiếc camera hoàn chỉnh sẽ bao gồm camera vỏ lắp, các bạn có thể lắp chân đế lên, ốp lên trần và sau đó thì úp cái vỏ lại. Đây là chiếc camera thân. Chiếc camera thân thì để lắp ngoài trời chịu được mưa nắng. Alo. Không có đầu ghi hình á? Camera lúc à? Đó là hết, chạy hết mà. Cái đầu 1.4 còn cái ổ cứng 600. Đây là chiếc đầu ghi hình, nguồn phụ kiện sẽ kèm theo phần nguồn camera, nguồn của đầu ghi, còn một cái chuột, này để làm mục đích là quan sát qua màn hình TV để điều khiển. Đây là dây cáp để kết nối với lại ổ cứng. Đây là ổ chuyên dụng, dành cho camera giám sát, tức là ổ quét tìm kiếm. Ổ này là ổ 1T, ổ 1T lắp cho 4 camera, tầm 20 pixel trên đường khoảng gần 1 tháng. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp đầu ghi vào, lắp ổ cứng vào đầu ghi. Trên đầu ghi thì có các cái cổng video 1, 2, 3, 4, tức là lắp tối đa 4 camera. Cổng HDMI sẽ để kết nối với lại TV và dây cáp HDMI. Đây là cổng VGA để kết nối với lại màn hình, dành cho những khách hàng mà cần quan sát qua trực tiếp qua màn hình máy tính, để gắn cổng VGA vào. Đây là cổng audio in, tức là cổng âm thanh, cổng mạng LAN, cổng USB và đây cổng nguồn. Đầu tiên chúng sẽ lắp ổ cứng vào đầu ghi hình. Các bạn sẽ tháo các vị trí 4 cái vít. Alo. Dạ vâng. Ngoài giờ thì 50.000 mắt. Ngoài giờ thêm 50.000. Như bây giờ này nha. Bạn tháo ra. Sau đó thì sử dụng ổ cứng. Bạn nhớ cắm theo đúng cái đầu chiều nó ra.
lắp cái đầu mặt sắt này vào trong nhé, quay vào trong, quay vào trong. Sau đó ở trên đây các bạn cắm theo đúng chiều vào. Cần phải có vít để vít cố định cái ốc vít này. Thì đây là có vít này. Đây, mình lắp ổ cứng cho các bạn nhìn. Bắt cố định 4 vít. Sau đó sẽ kết nối nguồn. Kết nối nguồn cho đầu vi. Dùng điều khiển để bật tivi lên nhé. Khiển tivi nào. Đây là nguồn dành cho camera. Nguồn này đã cắm ở điện, phần đầu này đều cắm ở camera. Đây là camera. Đây là dây khác dành cho camera, ở đây tôi đã bấm sẵn. Khách hàng mua chúng tôi sẽ tự bấm sẵn để cho khách về. Đầu còn lại các bạn cắm vào. Đây như trên màn hình các bạn thấy. Khi chưa kết nối với lại khi chưa đặt mật khẩu và chưa format ổ cứng thì nó sẽ có tiếng âm thanh pip pip. Đây các bạn cần phải đặt mật khẩu.
tiếp theo thì sau khi các bạn kết nối xong thì nó sẽ lên một hình thẻ luôn trên màn hình. Để cài đặt qua điện thoại thì các bạn cần phải vào cài đặt mạng. Sau khi các bạn có cắm mạng thì cái đèn mạng nó sẽ có màu xanh xanh nhé. Các bạn bấm menu, bạn nó configuration, nó network. Đây, các bạn để DHCP để cho nhận mạng và platform. Các bạn nhớ vào network và platform. Bật tính năng là hit connect này. Và các bạn đặt cái này, các bạn đặt gì cũng được nhé, tùy thôi. Và các bạn tích vào the hit connect service. Ok, apply. Các bạn thấy đây nó đang offline, chờ chút nó sẽ là online là ok. Đó. Sau bước này thì các bạn sẽ cần phải có một cái thao tác. Các bạn sẽ tải một phần mềm, tải phần mềm ở trên trên điện thoại, phần mềm là HDK Connect. Đó, các bạn mở phần mềm HDK Connect lên. Các bạn bấm vào đăng nhập. Các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản nhé. Bạn bấm vào đăng ký tài khoản này. Bấm mail này, ok này. Sau khi đăng ký bạn nhập tài khoản vào. Ở đây tôi sẽ nhập một tài khoản của tôi vào. Các bạn đăng nhập vào nhé. Đăng nhập vào thì nó sẽ chưa có thiết bị nào cả. Đó. Bạn cần bấm vào thêm thiết bị này. Ở đây các bạn sẽ quét cái mã vạch. Quét chính cái mã trên màn hình này luôn. Một là các bạn quét trên màn hình này. Đó. Hai là các bạn có thể đặt cái đầu ghi hình lên. Sau đây thì các bạn sẽ bấm vào thêm. Bạn sẽ nhập cái mã verification sinh các bạn vừa đặt này. Ở đây tôi đặt là ADMI 1245. Và tôi đặt như này thì sẽ nhập vào. Như vậy là các bạn có thể xem được. Phần mềm này cho phép xem từ xa qua mạng 3G, bạn bấm bỏ qua nhé. Rồi ok, bấm vào đây xem trực tiếp. Đó. Đây chính là camera. Đó, lên hình. Đó. Trên đây là toàn bộ cái thao tác để kết nối xem camera qua máy tính và cũng như là xem camera qua điện thoại. Bạn có thể mở 3G hoặc bắt wifi ở bất kỳ nơi đâu các bạn cũng có thể xem được. Trên đây là toàn bộ cái video hướng dẫn để cách tự lắp đặt và cài đặt hoàn chỉnh một camera HDK Vision. Xin cảm ơn các bạn.